Chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay tới hẹn lại lên bạn ơi. Bữa nay mình đi thăm mấy cái lợ cá lóc coi. Nhà thì bữa nay cũng mới cắt ổi xong. Cắt được đâu hai giỏ gì đó. Mấy gài mưa quá trời mưa rồi không? Bởi vì mong là hôm nay thăm trúng mánh nha. Thường trời mưa này nước dâng lên nó cá bọng rồi nó đi cũng nhiều lắm. Bữa nay đem theo hai cái lợ siku nữa nè. Với hai chai nước. Cái này mấy chai nước mà lúc trước rồi. Lúc trước mình thả câu lương nè. Nửa câu còn luôn rơ chứ. Ôi chai này căng dữ ta, ngồi cắt ra. Chứ thả câu lương, dính của lương cũng bự nhiều luôn, cá lóc có chê rồi á. Chơi chai sậy, cái sậy nhiều ly khi mà chỗ nào có mượn trống trống quá thì lo mất tiêu. Chơi chai nước là an tâm nhất nè. Với hai cái lờ nữa. Bữa nay mong đi thăm kiếm trúng mánh hơn mấy lần trước coi. Con Út bữa nay nó về nữa mà. Đi thăm với mình. Xe hôi xăng dữ ta. Nghĩ xăng sao hôi dữ trời. Con không có đầy không? Hả? Xăng con hả vậy? Nó lâu nó mới nhiễu chứ không phải ngày nào nó cũng nhiễu kỳ không biết nữa. Nó lâu mới bị. Nhiễu đang nhiễu nè. Xăng đậu tán hay sao? Chỗ này nó nhiễu. Ủa, con ngựa sắt chinh chiến mình nó cài biết nhiêu năm nói. Nó rỡ đi chỗ nào ấy đem ra trong khang sửa con coi là. Lâu lâu nó bị nhiễu gì đó, nhiễu dài giọt gì đó. Có bữa nhiễu không? Nhiễu lò quà, nhiễu dữ lắm nội. Có bữa nhiễu bữa không mà ơi. Nhiễu nhiều lắm, nhiễu nhiều. Nhiễu nhiều là thăm thăm lắm à. Vậy để đi thăm xong mình đi cho ông Phan hồi ngoài cho ông coi. Trời, ngựa chiến của tao mà mày chinh chiến cài biết nhiêu năm mà nói rồi. Mình sang nó nhiễu. Chạy nó hết nhiễu mà. Máng vô đi. Ủa gì hẹn cái nhà chút xíu nè, chút xíu nó theo hai anh em mình đi thăm mấy cái lợ cá lóc coi như thế nào ha. Mong bữa nay bội thu coi. Dở lợ lên quậy sổng 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 là lụm gạo liền. Giờ đi thôi. Tới cái lợ đầu tiên nè. Thử lửa rồi. Nãy giờ cũng mới vuốt mấy cây sậy nè. 6 cây chim vô thêm hai cái lợ nữa. Ủa nước quá trời nước luôn. Mấy gà dặn như đỉnh điểm mùa lũ á. Nước ở ngoài sông Tiền đi không đi là ngập cái chân luôn, lúc ướt nhẹp quần áo chân. Ủa sao cái đầu tiên tao không thấy cái lợ đó chân Dũng. Trời ơi ngoài đó kìa bạn ơi. Quá trời nước chứ. Lúc luôn cái lợ. Quá trời nước. Mở hàng cái đầu tiên lấy hên coi. Thấy cũng nhõng bèn dữ lắm rồi nha. Cá vô dữ lắm hay sao, đầy lợ sao nhõng bèn dữ thằng ôn trời. Thấy con ginh chưa mà con ru à, thấy ốc ốc không à? Khui ủa có sặc vậy, khui có sặc với ốc không này, ốc bu vàng mới có sặc mà. Ủa cái đầu tiên chết quốc trời, nhà nước như mưa quá trời, lẽ cá đi phải vô đụng đụng gầm gầm mới đúng chứ kỳ ta.
Tự nhiên chất quất kìa vậy. Cái đầu tiên chất quất rồi. Đó luôn đúng rồi. Chú đằng kia cầm cái vỏ theo. Cầm cái vỏ theo. Ủa xe hơi luôn. Nào chung số mua chiếc xe hơi đi thăm lợn cái lóc nghiệm sắp. Cái là ở đây nè, mình hy vọng đặt dính gắn với cá nè. Mà đợt trước mình thăm, mình quay sơ xong mình không thấy cái lỗ rách luôn. Mà có mấy bạn xem clip nó thấy cái lỗ nó rách ở phía trên đó. Đó nó nằm dưới đó đó. Em lấy cọng dây ra giùm anh, giống cái dây đen để anh cuột lại. Hôm bữa thăm sao không thấy rách, mà sao xem clip mà các bạn bình luận nói bị rách ở phía trên. Cái loại này ngon lắm. Mày cái mương ganh. Ê. Ồ cái sậy đụng bên đây tưởng đâu cá đụng nó rung rinh lời chứ. Trời ơi nè, có lỗ rách bữa nè. Vậy mà mình không thấy trời, vậy cá nó cũng phóng ra hết trơn. Ủa có sạch không bạn ơi, cái lỗ rách. Này bắt vài con bỏ ra. Chứ cái sạch mà là nhiều quá cũng dở mà. Quất trời. Lỗ rách kiểu này cá cũng phóng ra hết. Để lấy dây cuột lại. Quá trời sạc cho mình chứ gì có sạc bao. Hai cái thấy chất quất trần. Giọt thôi. Trời ơi cái lợ nó vậy nó lủng cái lỗ cho nó như hàng không mẫu mực của Mỹ vậy đó. Vậy mà đợt rồi mình thăm không thấy thứ gì chịu nổi không. Già cả bạn ơi, ghiếc mắt nó cũng mờ. Đây còn cái nè. Mà đặt cái luồng này 7 nè, lúc trước là như 7-8 cái vậy đó. Mà nó mắc biết còn là có 3 cái khu này. Đặt có 14 cái thôi mà tao nó đi thăm tao nó cả mấy tiếng hộ. Tại mỗi chỗ nó có 1 cái 2 cái không à. Dưới đây cái bụi mồm ngứa. Đợt rồi thăm không để ý má ơi, tao lộn xuống tao nó ngứa. Trời lưa hụt dưa chứ. Chỗ này văng câu cá ổ dữ lắm mà. Vẹt lỗ trống trống câu cá ổ quá trời quá đất luôn. Chỗ con gạch luôn. Lờ mình sao lộ thiên dữ ta. Trời ơi sâu. Né ơi lúc đầu luôn rồi. Rồi thấy cái bọt cá sặc thấy không ổn rồi. Ở thăm lờ mà gặp cái lờ bọt cá sặc đây không ổn rồi bạn ơi. Dự tình cái lờ này hy vọng ghê luôn mà. Một cái sạc. Này nó sạc trong đây nè. Rồi chất quất ổn ghê trời. Chỗ này hy vọng có cá mà. Rồi hút cuộc chất quất. Bữa nay kỳ ta. Không ba cái chết cho nhũ. Đó rồi cái này tao thăm là lụm gạo đó mày, lụm con cá lóc á. Lụm gạo trời mưa quá trời cá đi nhiều mới đúng chứ ta. Hả? Không có cá ăn út nữa thì kiếm là gắn mối rồi. Chịu đời nổi không? Thánh thằng coi là nước ngập. Nước giờ đang cạn đó. Còn vậy đó. Mấy ngày nay nước lên quá trời lên. Cái với dạ cầu này. Đừng làm mình thất vọng nha. Nãy giờ thăm ba cái chút quá có trơn rồi đó. Nhìn xa xa sao có lợ nó im ru vắn tanh như chùa Bà Lâm nha. Thấy cũng hình có dấu vị ta. Thấy cái bọt cá sặc kế bên luôn kìa, mới ghê. Xe tới rồi. Xe đang chạy tới. Không dám nói lớn. Ồ, không thấy động đậy gì trơn. Nó đóng bùn luôn. Cái này có lủng không mà kỳ trời luôn. Lủng không mà sao kỳ vậy. Không có sặc nữa chơi. Ngổ gì đây á. Không lỡ đâu có lủng đâu. Kỹ tá chơi không vui à. Hôm đâu có lủng đâu, không có cá kỹ. Ôi ơi, chơi cái này không vui thiệt chứ bạn. Vậy mà bỏ cái sặc cái bên mà không vô nữa đó.
Bữa nay tình hình căng thẳng như gì nè. Nó nói cho làm con có lóc cái chê sóc lại tinh thần sao nãy giờ nó hơi xuống nó thằng quá. Ây da trời ơi đường đi. Ây da trời giống đầu luôn. Tới một chuyện. Chút quốc mày. Kì con kéo mày. Chỗ mình cá ít luôn. Bởi vì mỗi lần mà đặt lờ hay cắm câu vậy. Dính đựng cá mừng lắm. Ngồi luôn cái lờ nó cầm cái vỏ theo vô. Cái lờ này bị nhõng lên trên nó kìa. Ừ. Đâu? Ủa sao nước tôi văng ra ngoài luôn. Rồi con chuột cắn rồi nè. Cắn có lỗ bự rồi nè. Thánh thằng thiên đụng à. Cái hàng không mẫu mực. Thiệt tịnh quá. Ô cái lờ này bỏ luôn chứ. Quá trời cái lỗ nó bự rồi. Đúng chắc lử thiệt. Chuột vô nó cắn chai nước nè. Nó thiếu đồ ăn quá. Lấy cái nước về đi. Sau này cái gì lấy cái bẫy theo. Lấy cái lợ theo đưa, chim vô. Cái gì? Cái lỗ bự còn hơn là cái tô nữa. Bỏ gọn cái sậy vô lại. Cái điểm này điểm tự tin luôn á. Ủa ruột bị chuột phá. Này trong đám cô muốn nè. Làm nên chuyện coi. Cá mắm gì đâu nó trốn trần. Đặt rồi mình đặt trong nghe. Chăn bụi gì nước nữa. Rồi bị mắc. Bởi vì mình về lên đây. Trời mấy con uống này. Sâu cào cào nó ăn. Bấy sấy trơn. Sao đây sao đây sao đây. Sổn sổn coi. Ê con cá bạn con cá Dũng rồi. Nó tung tung lời nữa. Vô rồi vô rồi. Cái gì. Ồ kìa. Ở cá phi. Mẹ ơi. Cá phi bạn ơi. Đó, đó. Rồi quậy rớt sậy luôn. Trời ơi. Quậy rớt sậy luôn. Quá trời con cá phi. Quá thấy rung rinh lờ mà. Ủa cá phi này thôi về chiên ăn bá cháy rồi chét rồi. Ít ra không phải vậy chứ. Mày cá phi. Đặt rồi mình thăm cũng dính cá phi bữa lớn vậy nè. Mắc ra Dũng ơi. Nó tung rớt sậy luôn. Rồi tôi quên đem theo cái chai nước á. Đợt trước á. Bảo tao lụm chai thuốc sâu ai không biết nữa tao để vô luôn. Cá phi em phải dùng lưới xuống mới bắt dễ nè. Nó gai không. Hả? Quá trời con cá. Đã. Ngon lạnh. Này để gắn sậy lại. Kể thêm cái sậy thì sao à. Mới ốc bù. Đây ốc bù vàng không à. Chỉ có trong mình mới được ốc bù đen. Ở đây thăm ba cái. Chuột phá hình cái. Dính đường cái. Rồi lũ vô có bụi không muốn lắm má. Rồi sâu quá trời sâu cũng trời. Dữ dằn sâu thiệt. Ồ cỏi nè. Bọc trắng dạ thấy chưa ha. Đùm đùm đề đề vậy. Mấy cái này còn nhỏ mới bọc đây à. Như này là khu vực ở sau vườn mình. Ba mẹ mới bọc lên mấy ngày trước. Mong là khi khu vực ở ngoài đây kiếm được 2-3 con cá lóc thì cũng ngon luôn. Này giống như cái ai mới lỗi gì trời. Ở trong mùi lát đó đó. Cái mương này bùng thì nắm chùm của chùm. Mấy năm trời trồng ổi nè, rồi lá ổi nó rụng xuống á. Mương riết quá trời bùng. Thấy ốc bu không chợm, thấy cá lội chưa nè. Khui. Thánh thần thiên đụng mà cá sặc không. Cá sặc với ốc bu. Chỗ mình là ốc bu đen không nha, chứ không có ốc bu vàng. Ở khu vực hồi nãy mình thăm á. Thì ốc bu vàng. Cá mắm chân giống. Làm được con nãy giờ thăm mấy cái được con có phi không trời. Nó dài mưa quá trời mưa thêm nước ngập này nữa. Lẽ ra cá trúng gì lắm mới đúng chứ. Đúng chỗ mình kiếm con cá chua chát thiệt quá.
lượm được con cá lóc nào mà khoảng đâu khoảng nửa ký cho lên hay mừng hết già đó. Cái ổi này muốn ngủm rồi, rụng lá. Mấy cây chôm chôm thấy ba mẹ ông trồng để không vậy rồi nó phát triển ra, không chăm sóc không mà phát triển. Mình vườn chú Liễm á, con cái bảnh cho mình chỗ này ha, giặt tối dần chích điện ở dưới đó, với sao vàng tốt dưới á, nó lội lên chích điện với bắt ốc dữ lắm luôn. Ở mấy mương mấy gạch này họ chích điện tối ngày cá lắm, cài cá nào mà chịu cho nổi. Cái này như gạch này xả nước vô ta, nước quá trời nước nè. Chứ mỗi khi họ chiết đập á, họ xả vô ngày hai ngày bắt đầu họ xiết nước lại nữa. Gạch nước quá trời nước, bữa nay họ xả đập. Này bên vườn của chú Liễm. Lại mày thăm cái thằng đó đi vô. Cái lò này lúc trước nhớ mày về mày thăm mà. Lò ngon lắm mày. Nhưng mà đập dưới đây nè, nó rút xuống cái chưa có nó gom xuống đó. Ta cầm bò cái bào lại cho mày luôn, thấy nào cũng dính cá. Thấy là không? Đây nè. Ủa đâu rồi? Anh nhớ bên đó kìa. Ờ dậu sáng kêu đây dữ vậy. Sao nước này đạp qua đây vậy? Tôi nhớ đặt ngoài đó mà. Bước từ từ xuống dẹt cái lỗ ra. Dẹt chống chống ra nữa. Như nhõng bèn đó Dũng. Dẹt chống cỏ ra. Cá phải quậy mới thấy mày. Cái gì không? Ủa sao không có sạc nào, có cái hôm có lũng không? Trên có lỗng giống sao kỳ vậy, chỗ này có sạch chứ. Ủa có bu quá trời. Ồ chỗ này không có đau lòng cò con. Thôi đặt lại đi em vũ vũ cái lợi cho nó sạch sạch. Để ra bớt không? Thôi đại đi để nào ấy gom luôn nhiều nhiều. Em vũ cái giờ cái lợi cho nó sạch. Cái lưới á. Lưới nó sáng nó sạch cá nó vô. Mương bụng quá trời bụng. Quá trời bu. Có bu nó cho mình bán không 40-50 ngàn ký. Mà Vũ sao sức cây sậy lên đây luôn. Dán cao lên xíu. Cho nó cái lợ nó nổi luôn. Lấy dây cuộc lên mà. Giờ gách chỗ này nè, cá nó ra nè. Vậy mà nãy giờ hai anh em nhìn không thấy vậy, không thấy lỗ gách nè. Tới luôn bác Tài ơi. Tình hình cá mắm kiểu này là không xong rồi đại dương ơi. Nước cạn nó đang chảy ra nè. Cá là đặt dưới mấy gạch đó thường là có cá. Vậy mình lúng lỗ đành đạn. Đặt mấy cái lợ cá lóc mà quải với mấy con chuột. Chuột với cua á. Dưới ba cây bình bát. Lóc bà cậu ơi, lóc chê đâu bà cậu ơi. Ấm ba la xì bùa xa xa. Trời ơi nó lúng quá ơi. Nó cái lờ chỗ này nó lóng gông dữ thằng ôn trời. Ba cái bùng quá trời quá đất. Khui. Ốc bù. Cá không thấy con nào hết. Lủng lỗ nữa chắc cái gì. Không có lủng lỗ mà không có cái sặc nào là sao. Vẫn chơi hoài. Sạc không có vô. Quế đi chà. Ổ kìa đây. Không thấy lủng không thấy cái sạc. Thấy bữa nay không hổn rồi Dũng ơi. Rồi rồi thăm cũng ngon lành quá. Sao đợt này chất chết. Kiếm con hai con cá nữa để đủ bữa cơm qua. Còn cá phi đó ai ăn ai nhịn. Cá phi đó dành chiên ăn cũng ngon.
mấy ngày nay nó tán mấy con mưa lớn quá trời, tôi nghĩ hôm nay thăm là trúng chắc luôn. Chứ thằng kia có thằng hoài ngáy nó cũng đặt lợi cá bà cố, nó bào hơn tao nữa. Hoài đắng đặt là cá cũng nhiều, còn trực thì đặt bẫy chột với bẫy rắn, cho mình là văn bạo chùm của chùm luôn. Cái lợ đằng kia kìa, nó chướng khí lắm cái lợ đó, tao nói nó nhìn cái hình đó tao không tin là không có cá. Bà thăm mấy lần sau này không có một con, tao chả hiểu lý do luôn. Chỗ đằng cái dừa đằng á, mà trước mắt qua thăm cái lợi chăn cây Bình Bắc đây, cái Bình Bắc này mấy năm về trước tao đặt cho thằng tao dở cái lợi này không, 6-7 con cá lóc một lờ một con. Ê Dũng ơi, vô được 6-7 con cá lóc luôn á, sau này thăm chết chết không à. Ấm bà la xì bù khu cuốc à, không thấy dấu hiệu động tĩnh nhúc nhích gì hết trơn, không thấy phì hết. Làm con cá lóc coi. Ê đừng lươn này, đúng rồi vô mày, lươn này bạn ơi, chúng mình là lươn cối không à. Ủa vô rồi đặt mấy cái lợi cá lóc này dính là lươn bự không à, cái lươn nhỏ lọt lỗ lưới rồi. Ồ lươn vậy không đã, giả lên Dũng. Quá trời lươn, quá đã rồi. Ê cái này bắt cẩn thận nha, xét cái mương. Ủa con lươn nè. Không dính cái lóc cái tre thì dính lươn càng ngon hơn. Em mở sậy ra, sợ sậy chút ra cho chắc. Này xác mấy mương á, lươn thấy chứ khó bắt lắm á, chân nhất à. Trời ơi, mày dở sậy ra Dũng ơi, không mở sậy khó bắt lắm. Đó cây đây luôn, ở cây kia. Cái kia mở cái đầu thôi. Mở lưới nó dùng lại lấy cái hôm ra hả? Đó, lấy cái hôm lại. Lương chắc 250-300 gram có. Cành kỳ nông khú già. Vô nó ăn mấy ngóc buông đây nè. Còn ngủ quắc lương. À, em giờ chút vô cái túi lưới luôn nè, dùng lại luôn cho hai cái lợn nó dùng lại đó, cái hôm nó ra đó. Ừ còn banh túi lưới ra đó, nó ra túi lưới rồi đó, rồi dùng lại này xét mấy mương bắt cẩn thận trong ngành đường đường này, cho dùng túi lưới đó, cái lưới đó xuống rồi xong buộc lại. Quá đã lương mà. Vàng ngính nè, chà bá lửa, buồn ngủ gặp chiếu mạnh không, hên kìa đựng con nữa. Cho mình với lương thì nó nhiều thôi, có cá ít xịu à. Bây giờ mấy clip mình đặt chúng lương đó, dính lương nhiều ra, đặt chúng lương không bây giờ thì mà gọi là bể đầu xóa clip vậy đó. Còn thăm lời cá đôi khi xóa clip là chuyện bình thường. Ngọn lạnh cạnh tranh. Tới luôn mấy trời ơi, tới luôn. Có lương có cá là có động lực rồi. Trời ông bài. Nè cái lợi tao nói mày, cái lợi chướng khí nè. Nhìn đi hình thì nó ngon, rau muống đồ đầy đủ các kiểu nè điếu. Mà thăm mấy lần chứ không còn lần nào mà có cá vậy. Tao quê tao đặt hoài tao bắt con cá được tao mới hả dạ tao. Thấy cũng nhõng ben lắm như mày, mà đều không thấy phì thôi. Dở lên một cái sọn cái lóc 1 kg rồi. Không thấy con linh thủy khô gì trơn. Khui đó, ở cái sặc nội ơi, mấy cái sặc mấy ngóc bu. Tao qua tao đặt lại nữa mày, tao nói tao bắt con cá chỗ này tao mới chịu mà. Cái mương này nhìn địa hình nó ngon chỗ này nữa, quá vậy ngon lục bình ngon muốn luôn, các kiểu đà điểu mà không có là sao. Còn hai cái nữa là hết rồi.
hai cái anh đây, mong cậu thương tình kiếm con nó là ngon rồi, là được bữa cơm rồi. Chúng mình rồi đó, đây là ruộng không, cá mắm dữ lắm luôn. Khoảng hơn 10 năm sau này lên vườn cá ít lại, do họ siết đập á. Đây Dũng ơi, tao về qua đây à, chỗ đó có người thăm tao ghé tao về qua đây. Trước mình đặt bên đó, nhưng có người thăm hoài thế, về qua đây. Về qua đây em biết hình hình lụm hàng khủng sao, chùm cuối không. Cái mương này cạn bà có cạn luôn. Tao thấy có ốc bu lội mà không thấy a cá lội. Rồi thấy bọt cá sặc quên để ý. Có bọt cá sặc hay thua. Rồi ốc bu với mấy cá sặc không bạn ơi. Rồi thấy cái bọt cá sặc thấy không ổn rồi. Lỗ này chắc không cá không ra, lỗ nhỏ. Ông má ông nó bay vèo 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 bên đầu. Lũi lũi vô cành bác này nó gặp mổ ông lá đánh cái má nhìn không ra. Từ từ Dũng ơi. Đó còn cái nữa hết rồi. Cái đó lúc trước thằng Út hầm dính đường cá lóc á, hai con á. Hả? Ừ, tới đi. Tới. Đâu. U cũng là rồng người ta. Rồng bự luôn. Rồng đỏ bự. Ừ. Cái này cái cúng cùi đó. Cái này thăm lần nào cũng có, lần gọi thăm cũng có nữa đó mày. Chăn đường cá đi sao? Dẹp con trống Dũng ơi. Này lụm hàng đó. Trời ơi, lần này chết rồi. Trời ơi, cái này thăm lần nào cũng có, nhưng lần này chết quá. Ê, cái lỗ trên gì giống bên tay trái mày kìa. Ồ, gấp tùm lum trơn rồi, hàng gì. Đưa lên cục đó. Chứ cái này thăm lần nào cũng có trơn mà. Nè, lủng lỗ chà bá này nè. Ủa, cái này không lủng, có cá là xiền luôn á. Chỗ này hai cái mương giáp ganh nhau nè. Cá đi. Mình thăm lần trước lần nào cũng có trơn á. Ồ, wow. Hai lỗ luôn. Chuột nó phá không nổi mẹ ơi. Nè coi nè, cái nó cạp miếng mũ rồi nè. Thứ gì chịu nổi không. Đúng là găng chuột mà. Đem chuột này. Cái này không bị sự cố, có cá xiền. Giờ hai anh em mình rút quân vô thôi. Cũng chưa rồi, 12 giờ rồi. Anh thủ vô ăn cơm. Cái khúc bên đó đó, tính quà đó đó. Mà bên đó nghe nó thằng hoài đặc dữ lắm thôi. Chứ bên đó nghe nó cát cũng nhiều lắm. Lúc trước mấy anh em cũng thả phao lương sau lưng mình nè. Suốt bên kia cũng là ông có thấy cái dính cá lóc cái chê hoài à. Ừ, mà bên đó giờ ông nha. Hoài thêm ông trực nó hai người đó bào quá bào. Chịu không thủng. Cái lợi cúng cùi đó, cái lợi đó mà không bị lủng lỗ mình bảo đảm cá nào cỡ không có cá. Tại hai cái mương ganh rồi chỗ đó có lường dạng cái đường nước á. Như cỏ bích chịch nè. Đường nước nó thông á. Bởi cá thường nó đi cái giờ đường đó đó. Là giờ nó vô lờ mình, lờ đó đó là thông lần nào cũng có hết trơn. Bữa nay xui xẻo sao bị chuột cắn lủng lỗ ủ ghê. Mới hốt còn con hai con là xiền. Bữa nay tính ra đừng còn cá phì với con lươn bự. Mà mình nói chứ bữa nay dính hai con chắc lượng rồi nha. Lươn trọng bộ lươn khoảng 300 gram à. Thêm cá phì cũng bự nữa. À, hơi tiếc xíu là không có cá lóc, cá chê. Trời đang chuyển mưa. Anh lấy cái thao đổ kìa Dũng ơi. Cá quá trời luôn, nó dùng cái lấy mày lấy cái thao bự bự đó. Trong hồi đựng không đủ đó. Trời nó nói trời cho bên này có con lươn nó không cũng ấm hiểm lắm mà đừng có giỡn à. Công tình lội nãy giờ muốn sệ cái hán luôn. Đừng con lươn nó dùng cá phi. Ồ, cá phi nó bự rồi nè. Con cá phi nó bự rồi nè. Quá trời cá phi không. Đây đựng lươn. Lươn lươn này để dành đó ha, nấu chùa. Thì lá cách nhật nạch. Thứ gì chịu nổi. Cá phi gạch nó cũng nhiều ta. Vậy lần trước thăm cũng dính một con, cũng bên lớn vậy nè. Lần này cũng dính một con nữa.
Lươn này để dành nó nào làm món gì đó, lai gai xương xương, hay là sáng kho sả ớt ăn cũng ngon nữa. Bò tủng tẳng đã không. Ủa tôi nhớ cái sâu này đừng lươn của ta. Sao để này nó không phóng ra thù? Bỏ cái sô không đậy gì cho mày. Để lấy cái gỗ đậy lại. Bỏ cái sô đó vô trong đây giống cái sô bự nè. Bự mẹ mình thiệt chứ. Mấy con lươn mình đặt chúng lươn gì vậy? Tới giờ gọn. Gọn tính biết nhiêu lâu nữa, tháng tháng trời đó. Ở sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip 3 vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Bữa nay nhìn chung thì cũng được có hai con mọi người, nó gom gom lại cũng được bữa cơm. Lươn nó để dành đó, mình kho sả ớt với cái che con cá phi này nè. Mình chiên ăn cũng được bữa cơm. Rồi chào nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha.